bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phụ kiện rất là quý dành cho một chiếc ba lô. Các bạn có đoán được cái này là cái gì không? Rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Thực ra đây là một chiếc áo trùm ba lô được thiết kế rất là đơn giản. Chất liệu của nó là chất liệu vải chống thấm tuyệt đối 100%. Công dụng của nó thì chút nữa mình sẽ show các bạn xem ở thực tế. Còn bây giờ mình sẽ cho các bạn xem làm sao để sử dụng chiếc áo trùm ba lô này. Cực kỳ đơn giản, mình có ở đây mình có một chiếc ba lô full photo. Một chiếc thì trùm nó vào như thế này. Ok, và bây giờ khả năng chống thấm của chiếc ba lô này gần như là hoàn hảo. Và bạn sẽ không phải lo lắng gì về những thứ ở bên trong sẽ bị ướt khi mà bạn đi với những cơn mưa. Bây giờ mình sẽ show các bạn xem trong thực tế nó sẽ có hiệu quả như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ thử công dụng chống bẩn của nó, chống bụi bẩn nó nha các bạn. Cái ba lô mà bị bụi bẩn kiểu này chắc đi luôn nha các bạn. Đi rồi mình sẽ xem cho các bạn xem. Rồi mở cái này ra. Ba lô vẫn còn trong trắng, vẫn còn sạch sẽ, mình đặt đồ. Thì lúc mới mua luôn.